Máy bay Indonesia hạ cánh khẩn cấp, phi công qua đời. Hôm qua 21 tháng 7, chiếc máy bay của hãng hàng không CityLink của Indonesia đã phải quay trở lại nơi cất cánh do phi công mất khả năng điều khiển máy bay. Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, các bác sĩ xác nhận phi công đã qua đời. Hãng hàng không CityLink cho biết, chuyến bay ký hiệu QG307 có hành trình bay từ sân bay quốc tế Juanda, tỉnh Đông Java đến thủ đô Makassar của tỉnh Nam Sulawesi. Sau 40 phút cất cánh, máy bay phải quay lại sân bay Juanda, hạ cánh khẩn cấp vì phi công mất khả năng điều khiển. Người đứng đầu văn phòng y tế của Surabaya cho biết, khi các nhân viên y tế tiếp cận máy bay, vì phi công 48 tuổi không còn mạch đập, phi công được đưa tới bệnh viện gần nhất và các bác sĩ tại đây xác nhận là đã qua đời. Theo hãng hàng không CityLink, toàn bộ phi hành đoàn đã trải qua kiểm tra y tế trước chuyến bay và tất cả được xác nhận là đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ. Vì phi công qua đời có kinh nghiệm bay 28 năm, hiện cũng chưa rõ phi công phụ hay phi công dự bị trên chuyến bay đã hạ cánh máy bay. Toàn bộ 117 hành khách trên máy bay an toàn và được chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình. Nhà chức trách Indonesia tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Các trường hợp phi công qua đời trong chuyến bay hiếm khi xảy ra và phần lớn các phi công còn lại có thể hạ cánh mà không để xảy ra sự cố. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.